Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tin nhân quốc tế số ngày 10 tháng 9 để cập nhật những thông tin nóng trên thế giới. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanh vn Bản tin sáng nay gồm những tin chính sau đây. Bão Ima gây thiệt hại nghiêm trọng ở Cuba, tiến về bang Florida. Triều Tiên tổ chức lễ quốc khánh tôn vinh các cựu lãnh đạo Cập khám phá ngôi mộ gần 3.000 năm tuổi của Thời Trung Hoàng. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sau khi càng quét vùng vịnh Caribe khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, vào ngày 9 tháng 9, bão Irma tiếp tục di chuyển và đổ bộ vào Cuba, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Tại tỉnh Villa Clara, đường phố bị ngập nước và nhà cửa bị phá hủy. Người dân phải di chuyển giữa các đống đổ nát. Cho đến sáng hôm 9 tháng 9, khi ập vào Cuba, Ima vẫn còn là cơn bão cấp 5, tuy nhiên đã suy yếu dần xuống còn cấp 3 khi đi qua nước này. Hiện bão Ima còn cách thành phố Miami, bang Florida của Mỹ, 195 dặm về phía nam. Và theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, sức gió tối đa sẽ giảm xuống còn khoảng 200 km h khi bão đổ bộ vào nước này. Thị trưởng hạt Brockwall, bà Barbara Sharif cảnh báo, Xin mọi người hãy tránh ra đường. Dự kiến lượng mưa sẽ đạt mức khoảng 40cm ở một vài khu vực. Điều này có thể dẫn đến lũ lụt và lũ lụt cục bộ. Bão Ima là cơn bão mạnh nhất tại vùng Đại Tây Dương trong vòng một thập kỷ qua, làm nhiều người thiệt mạng và để lại nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Hôm 9 tháng 9, Triều Tiên đã kỷ niệm 69 năm lập nước với nhiều tràng hoa vinh danh các cựu lãnh đạo. Đoạn video này được phát sóng trên đài truyền hình KRT của nhà nước Triều Tiên cho thấy cảnh đông đảo nhân dân và binh sĩ dân hoa lên tượng đài hai cố chủ tịch nước Kim Nhật Thành và Kim Jong Un ở Bình Nhưỡng nhân ngày Quốc Khánh. Đài KRT cũng phát một đoạn video cho thấy các quan chức cao cấp và công chức chính phủ Triều Tiên đến viếng nghĩa trang liệt sĩ chiến tranh giải phóng tổ quốc tại Bình Nhưỡng. Một lãng hoa có đề tên lãnh tụ Kim Jong-un đã được dâng lên. Lễ kỷ niệm quốc khánh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm thành công một quả bơm kinh khí hôm 4 tháng 9, dẫn đến việc Mỹ kêu gọi trừng phạt nước này mạnh tay hơn một ngày sau đó. Thưa quý vị, nhu cầu tìm nơi trú ẩn tránh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo tại Nhật Bản đang ngày càng tăng sau các cuộc thử nghiệm của Triều Tiên trong thời gian gần đây. Một công ty chuyên cung cấp nơi trú ẩn ở miền Tây Nhật Bản cho biết, doanh thu từ việc cung cấp chỗ trú ẩn hạt nhân và máy lọc không khí tăng 38 lần trong năm nay so với cùng kỳ năm ngoái với yêu cầu từ 3.000 khách hàng. Khách hàng đang sợ hãi tên lửa của Triều Tiên, các vụ tấn công hạt nhân và các vụ tấn công có thể xảy ra với khí sarin hoặc các loại khí độc khác. Mọi người đều cho rằng họ cảm thấy sợ hãi hơn vì họ không biết các quốc gia khác sẽ phản ứng như thế nào. Cuối tháng trước, Triều Tiên đã phóng tên lửa bay ngang qua Nhật Bản và vào đầu tháng 9, nước này khẳng định đã thử hạt nhân lần thứ sáu thành công, có uy lực lớn nhất từ trước đến nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, cuộc thử nghiệm ước tính có sức công phá lên đến 160 kiloton, mạnh hơn gấp 10 lần so với quả bơm nguyên tử từng rơi xuống Hiroshima. Để chuẩn bị, Nhật Bản đã tiến hành một số cuộc tập trận tên lửa ở các thị trấn ven biển trên toàn quốc trong năm nay. Chính phủ cũng đã kiểm tra thử nghiệm một hệ thống cảnh báo sớm trên toàn quốc nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra. Các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện ngôi mộ gần 3.000 năm tuổi của một thợ kim hoàng nổi tiếng, cùng nhiều bức tượng, xác ướp và đồ trang sức để tìm thấy gần thành phố Luxor, bên sông Nile. Hôm 9 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Khaled Al-Anani An cho biết, ngôi mộ có niên đại vào khoảng thế kỷ 15 trước công nguyên, Khu vực khai quật bao gồm một sân và một hốc tường với bức tượng của thợ kim hoàng Amen Nemhat và vợ của ông cùng một trong những người con trai. Các di tích cổ của Ai Cập là một nét hấp dẫn đối với khách du lịch và chính quyền hy vọng những phát hiện mới có thể thu hút được nhiều du khách hơn. Du lịch ở Ai Cập đã chịu nhiều tổn thất sau những cuộc biểu tình lớn lật đổ cựu tổng thống Hosni Mubarak vào năm 2011. Các vụ đánh bom cũng khiến các du khách nước ngoài không muốn đến nước này tham quan. Theo các nhà chức trách, doanh thu du lịch của Ai Cập tăng tới 170% trong 7 tháng đầu năm 2017, đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ. Bản tin tin nhanh quốc tế sáng ngày 10 tháng 9 xin được phép khép lại tại đây. Kính mời quý vị truy cập vào địa chỉ thanh niên.vn và đăng ký kênh youtube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết. Trúc Huỳnh cùng ekip thực hiện chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!